Nhưng mà sau khoảng hơn 3 năm hợp tác thì là cuối cùng là mình cũng cũng bò lên được cái thủ lĩnh quốc gia của giao diện. Và xuất phát điểm của anh thì là một người làm công ăn lương, làm việc trong môi trường nhà nước thì giống như thủ lĩnh quốc tế Trung ương có nói, đấy là khi mà vào đây á, cái khát khao duy nhất của anh đấy là làm sao mà mình có được cái sự tự do. Và anh không biết được là cái con đường này là cái con đường mà có thể dẫn mình có được cái mức thu nhập lớn như vậy đâu. Thì trong đầu của anh lúc đấy, vì là mình đang quá là chán với công việc hiện tại mình đang làm, đấy là làm việc cho văn phòng của Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La ấy. Thì là lúc đấy là mình mới bảo về thử lĩnh quốc tế, người dân của mình là hỏi là thế em còn em mong muốn là mức tầm bao nhiêu. Nghe lúc đấy anh chỉ nói đơn giản đấy là em chỉ mong muốn được bằng với cái công việc em đi làm thôi. Thế là người hướng dẫn lúc đấy cũng không nói với mình đâu là mơ gì mà mơ bé, mà trong khi đấy bản thân mình cũng không biết là con đường này mà có thể cho mình được cái cuộc sống tự do như vậy. Làm sao mà, miễn là tự do của anh là tự do về không gian, về thời gian đấy anh chị. Thì là khi mà ký hợp đồng khoảng 12 ngày, 12 ngày thì lúc đấy là mình bắt đầu rõ ràng con đường rồi, bởi vì trước đấy là anh đã tìm hiểu rất là kỹ về CCTV rồi, anh đã có trải nghiệm sản phẩm, anh tin rồi, anh tìm hiểu về mô hình kinh doanh rồi. Thì đương nhiên là khi mà mình nói thẳng là mình là một cán bộ nhà nước mà mình đi làm đa cấp ấy, thì đương nhiên là cũng gặp phải sự phản đối của gia đình bạn bè. Và khi mà mình đã quá chán với công việc hiện tại nên 12 ngày là anh nghỉ luôn, anh nghỉ luôn cái công việc hiện tại anh đang làm ấy. Thì là đương nhiên là bạn bè thì bảo là mày có bị làm sao đó, mày bị làm sao, người nhà thì phản đối là chuyện đương nhiên rồi, còn hàng xóm láng giềng thì họ bảo là chắc là nó có làm có vấn đề gì thì mới nghỉ chứ. Tính một cái công việc mà khi mà những cái người bạn học cùng đại học với mình nhé, người ta muốn cũng không được, nghĩa là mình lại bỏ đi ra ngoài, tức là hay có cái câu đây là trong trắng ngoài thèm đấy các chị. Thế đương nhiên là anh xuất phát điểm vào đây là từ một người chưa bao giờ kinh doanh trong mạng các chị ạ, thì cũng mang trong mình đầy nỗi sợ hãi. Nhưng mà có một cái đấy là anh mang cho mình cái khát khao tự do rất là lớn, và vì mình đã sử dụng sản phẩm rồi, mình tin chất lượng sản phẩm và mình thấy giá thành nó hợp lý như thế. Và cái tư duy kinh doanh của anh luôn luôn anh nghĩ trong đầu đấy là khi mà mình kinh doanh thì một là mình đi đầu, hai là mình làm tốt. Thế thì mình chọn cái gì mà người khác chưa chưa ai người ta làm ấy, và mình thấy được là ở cái thị trường mình chưa có cái sản phẩm này cả, nên mình nghĩ là nếu như nó tốt đi như này, giá nó ok như này thì chắc là làm nó sẽ thành công được, thì mình nghĩ như thế. Thế nhưng mà cũng không hiểu làm sao mà giống như là điếc không sợ súng với anh chị, nghỉ nghỉ nhưng mà nói thật với anh chị là tư duy của người dân Việt Nam là đắt thì lại chưa đắt, mà rẻ thì lại đi vào chất lượng sản phẩm, nên là anh vật vã mất 8 tháng trời mới bò lên được vị trí danh hiệu tư vấn viên trưởng này. Và anh bị ở cái hố hố K 4 rất là lâu anh chị ạ. Vào thì anh đã lên K 4 ngay rồi, nhưng mà làm ngoài rất là chăm học nha, cái thái độ tinh thần học hỏi thì không bao giờ còn phải để người dẫn hoặc nhắc nhở về cái vấn đề về học hành đâu. Mình học đều, mình hành động đủ, nhưng mình không hiểu là tại sao bởi mình mãi mình không lên được danh hiệu. Xong trong khi đấy mình thấy những anh chị mà vào cùng với mình ấy, họ lên được mầm, họ vào phát họ lên cấp 6, cấp 7, sinh ra tao mình cũng sốt ruột chứ. Lúc đấy mình cũng không hiểu là tại sao mà mình lại lại cứ dậm chân như này. Và các anh chị biết là từ một cái mức thu nhập mà nếu như nó không phải là quá cao ấy, 4-5 triệu thì ít nhất là nó cũng đủ sống các anh chị ạ. Thế bây giờ mình rơi về tình trạng đấy là bán về tài khoản có hơn 1 triệu. Thế sau lúc đấy mình nghĩ trong đầu là mình nghĩ là liệu mình có bị làm sao không, mình tự dưng mình đang có một cái công việc 4-5 triệu một tháng mà mình đi đổi lại cái công việc hơn 1 triệu một tháng, hay là thôi bây giờ mình đi tìm kiếm một cái công việc gì đấy làm thêm để mình có thu nhập, chứ không trong không như thế này thì chết, không có tài chính mượn. Khi mà rơi vào áp lực tài chính ấy, nó đau đầu lắm nghe chị ạ. Lúc đấy là nhiều lúc đã rơi vào cái tình trạng đấy là con xin tiền mua sữa không có nha, mà đi đi mà đến mức độ mà xăng tiền xăng xe không có mà đủ. Ủa thật đấy, lúc đấy là có những cái lúc mà còn phải xin em trai tiền để đổ xăng xe, thì mình thấy là nghĩ lại mình thấy là lúc đấy mình nghĩ là nhục nhục sao ấy. Thế xong rồi là nhưng mà lúc đấy là mình nói với anh Cường ấy, lúc đấy con người hèn nhát của mình nghĩ là thủ lĩnh quốc tế suốt ngày nói là bạn đang sống hay là bạn đang tồn tại. Thế là lúc đấy mình nghĩ xong rồi mình ngụy biện thôi chị, mình nghĩ biện mình bảo chứ bây giờ sống mà bây giờ tồn tại còn chả tồn tại được thì sống cái gì, thủ lĩnh nhiều tiền rồi thủ lĩnh lúc nào mà sống nói thế. Thế là lúc đấy mình ngụy biện như thế. Và có những cái lúc mà mình suy nghĩ đến việc là hay là mình sẽ đi tìm kiếm một cái công việc làm thêm, hoặc là mình đi tức là mình quay lại làm công ăn lương ấy anh chị, bởi vì là
cái thời điểm đấy là anh không thích làm trong cái phòng ban đấy rồi, so với môi trường làm việc thôi. Nhưng mà lúc đấy là người nhà của anh ấy lúc nào cũng bảo là thôi hay là con gái là ngoài vất vả lắm, bây giờ là mình xin sang một cái phòng ban khác cũng được, hoặc là một nơi khác cũng được, nhưng mà thôi quay lại làm công ăn lương cho nó ổn định đấy, bởi vì truyền thống gia đình nhà anh là làm công ăn lương. Thế là lúc đấy mình bị xung đột nội tâm ngay chị ạ, mình bị xung đột nội tâm. Thế nhưng mà trong cái bài đào tạo mà anh nhớ như in ấy, đấy là thủ lĩnh quốc tế có nói là những người ấy mà có khát khao tự do ấy, mà khi mà đã biết đến con đường rồi, đã biết đến công cụ rồi, mà không dám vượt qua chính mình và phải quay trở lại cái máng lượng cũ. Người hướng dẫn còn nói cái câu đấy chứ, phải quay lại cái máng lượng cũ ấy, thì sẽ bị day dứt lương tâm đến lúc chết. Thế là lúc đấy mình sợ ấy chứ, lúc đấy trong đầu mình nghĩ là ui, nếu mà mình phải quay lại với cái máng lượng cũ thì chắc là mình sẽ, chẳng lẽ mình phải phải sống trong cái cảnh là mình sẽ day dứt lương tâm đến lúc chết hay sao. Thế là rất là nhiều lần xung đột nội tâm, thì có những lần thì thủ lĩnh quốc tế nói là cái sản phẩm này phải tốt như thế, rẻ như thế mà em còn không làm được, em không bán được thì làm em chẳng bao giờ em kinh doanh một cái gì cả. lại một lần nữa khoan cho mình một cái câu đấy. Nhưng mà cũng phải cảm ơn người dẫn của mình, bởi vì mình lúc đầu trong trong đầu mình đầy nỗi sợ hãi, nhưng có những cái bài đào tạo và có những cái câu như thế neo lại cho mình cảm xúc. Thế là nhiều lần mình có ý định bỏ cuộc anh chị ạ, nhưng mà mình ra cho mình một cái quyết định. Thế là cái quyết định đầu tiên mà anh ra quyết định đấy là sau khoảng 3 đến 4 ngày xung đột tâm là nên hay không nên tìm một cái công việc khác để mình có tài chính tạm thời trước mắt. Thế xong mình ra được một quyết định là đã thấy thì thôi không, thì người hướng dẫn bảo là gì, sống trên đời đằng nào chẳng chết, vì gì mà phải sợ. Thế là mình cũng làm cái câu đấy ở trong đầu là sống trên đời đằng nào chẳng chết, vì gì phải sợ. Thế là thôi mình ra quyết định là muốn có thể tồn tại được ấy, thì mình phải bán được doanh số cá nhân 500 điểm. Thế là mình ra quyết định là từ tháng đấy trở đi là tháng nào mình cũng hoàn thành đều doanh số cá nhân 500 điểm để mình có thể tồn tại được. Và rất nhiều lần xung đột nội tâm, cái lần mà mình luôn thắc mắc cái câu hỏi đó là tại sao mình học rất là đều, rất là chăm, hành động rất là đủ, nhưng mà tại sao kết quả nó không đến với mình. Người dẫn nói với mình duy nhất một cái câu đấy là nếu như em có câu trả lời cho cái câu hỏi này thì em phải có mặt được sự kiện em chỉ. Thế là một lần nữa mình lại bị xung đột nội tâm các chị ạ, bởi vì mình quay đi mình hỏi đồng đội của mình là có ai đi cùng với mình xuống sự kiện Rick Em chính ở Hà Nội không. Tất cả mọi người đều im lặng và chẳng có ai đi theo mình cả. Lúc đấy anh chưa tuyển được bà Hồng và chị Hạnh đâu. Thế là lúc đấy một lần nữa mình xung đột nội tâm. Thứ nhất là không có tiền các chị ạ, giai đoạn đầu đấy cứ lẹ kèm 1-2 triệu về tài khoản thì làm gì có tiền. Thế là mình nghĩ bảo bây giờ nên đi hay là không đi, không đi không có câu trả lời thì chết, mà ở nhà thì cũng chết. Thế thôi lại lại một lần nữa lại ra quyết định lại không đi vay tiền, để đi xuống sự kiện. Thế may quá lần thứ hai lại là ra quyết định đúng đắn, thế là có mặt được sự kiện Rick Em Chín. Thế chính nhờ cái sự kiện Rick Em Chín đấy là mình có được cái câu trả lời đấy là tại sao mình học như thế, mình hành động đều như thế nhưng mà không không có được kết quả. Thì cái Rick Em đấy là cái Rick Em mà thủ lĩnh quốc tế đào tạo về bản tuyên bố với cả xây dựng câu thần chú ấy. Thế là về nhà anh làm cái điều đó, anh thực hiện rất là đều nha anh chị ạ, rất là đều. Từ cái anh đã biết bà Hồng từ trước đó mấy tháng rồi, nhưng mà sợ sợ không dám tiếp cận, không dám chia sẻ, rất nhiều lần có ý định mở lời chia sẻ rồi nhưng mà sợ lắm nghe chị, không dám, tức là lần đầu tiên đến nhà không dám chia sẻ đâu, mà đến nhà với tâm thái là đi tìm hiểu thôi, tâm thái là đến để tìm hiểu xem là như thế nào. Bởi vì người hướng dẫn của mình hướng dẫn là bây giờ em muốn đi nhanh được em phải đi tìm những người mà làm công ty kinh doanh theo mạng khác ấy, thì em mới đi nhanh được. Thế bây giờ mình từ một cái đứa mà chưa bao giờ kinh doanh theo mạng, giống như kiểu đi tuyển lại bán ấy các chị, thế mình lại giống mình đi tuyển những cái người hơn cơ mình, ta bảo cho những người đi tìm ở đâu. Thế là lên trên trên mạng sờ không ra, bởi vì cái thời điểm đấy là lúc đấy là mạng xã hội chưa phát triển kiểu họ các công ty khác họ làm online chứ mạng bây giờ ấy. Mình tìm mãi không ra. Thế nhưng mà đúng là tập trung ở đâu thì mở ra ở đấy các chị ạ. Khi mà anh tập trung là anh phải tuyển ra được những cái người mà kinh doanh theo mạng công ty khác. Thế là tình cờ anh xuống nhà họ hàng chị gái với họ chơi, thấy chị uống sản phẩm online, thế hỏi chị là chị đi mua ở đâu. Thế là chị chỉ cho bà Hồng là mua ở chỗ là bà Hồng bắt đầu anh sợ. Thế là đầu tiên anh đến đấy anh hỏi hết với cái mác là bà hỏi là anh làm đâu, anh bảo với cái mác là làm ở ủy ban. Thế là coi như anh vào đấy là anh hỏi cái gì bà khai hết, và bà ấy xin toàn câu là bộ bao nhiêu người thu nhập thế nào vân vân. Nhưng mà lúc đấy mình vẫn sợ, mình không dám mở lời chia sẻ. Thế sau về sau mình đi sự kiện nhá, thì là bắt đầu kết nối Facebook ngay chị, kết nối Facebook với bà Hồng, mình kết bạn với chị Hạnh cũng đồng ý. Mình trong trong suy nghĩ của anh ấy là anh muốn làm việc với những người trẻ cơ,
thì cái bạn sẽ chạy không đồng ý, và cái bạn vào Hồng thì bà Hồng thấy anh đi cái ảnh mà anh Nam Dương thì là cái lễ nhận xét của cô Thu Đình với cả chị Thảo Mạnh ấy, lúc đấy anh là danh hiệu K4. Thế bà Hồng á, nó bảo là con bé này hay là nó đi bán ô tô, cái bà nhắn tin cho hỏi hỏi anh là bây giờ cháu đi bán ô tô, bảo cháu không đi bán ô tô mà cháu đi dự lễ trao xe ô tô. Thế xong bắt đầu là cũng không nói chuyện gì qua lại, đến khi mà sau khi đi học rít kem chính về là bắt đầu là mình bảo thôi quả này là quyết định là kiểu gì phải đi ra ngoài đấy chia sẻ, sợ đang gan chị trước khi đi nha, phải đọc tuyên bố đến 5-6 lần để đọc xong tim vẫn đập thình thịch hồi hộp. Thế là đi 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 ra ngoài là đi xe máy nhá, lần thứ nhất đi vòng qua cửa vòng qua cổng không dám dừng lại, sợ phải đi qua xong rồi lần thứ hai lấy đủ cái tâm cho chị ạ, đủ cái tâm để dám dừng lại và xuống chia sẻ. Thế là lần thứ hai là à thôi dám phanh xe lại xuống xuống thì là lúc đấy là gặp hàng một đăng ký xô nhà trạng ấy. Thế là bắt đầu là giống như câu chuyện anh gọi là chia sẻ đối với cả nhà ấy. Thì đấy là em nghĩ là cũng có thể là do nhân duyên, cũng có thể là nó ở những thời điểm ấy, là lúc đấy gặp 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 xô đang có vấn đề về sức khỏe, lúc đấy mình chẳng nghĩ gì đâu, mình thấy thương lắm bạn ấy bé như thế mà bạn ấy ốm mà bạn ấy đứng thẳng người còn không được, các bạn ấy ngại có vai bà Hồng nha, nhìn thấy ít đi xong mặt xanh xao. Thế mình hỏi bị làm sao, thế là bà Hồng nói mới bảo là nó bị nôn đi ngoài một tuần nay rồi, tối nay bố mẹ nó sẽ đưa nó đi Hà Nội đi khám. Thế anh mới bảo là nếu mà bác tin tưởng cháu thì cháu sẽ cho bác khám cái viên formula bố này, thì bác cho su uống xem, vì là con của chị gái cháu uống đã khỏi rồi. Thế là lúc đấy là anh về nhà anh mang đến cho mấy cái viên formula bố đấy. Thế sau này bà Hồng cho uống thì ngày ngày hôm trước đến ngày hôm sau là đã cầm luôn cái hiệu nôn đi ngoài rồi, và bây giờ nó làm tên là Novomin ấy. Thế xong bắt đầu là lúc đấy là sau 4 ngày nó khỏi khỏi thì xong bắt đầu là dần dần dẫn dắt vào thì Bây giờ làm việc thôi. là không còn nhiều thời gian đấy, em có thể chia sẻ cái hình ảnh mà muốn gỡ biển cho cả nhà nghe. À muốn gỡ biển lúc đấy đúng là tất cả là nó ở niềm tin các chị ạ, ánh niềm tin cực kỳ mạnh vào 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 sản phẩm, vào vào hệ thống dẫn đường, vào cái công cụ, vào cái con đường này này. Thế anh cứ mỗi một lần đến đấy anh chơi cái câu lạc bộ dinh dưỡng của bà Hồng vẫn còn đang sinh hoạt mấy chục người ở đấy, và có treo mấy cái biển Herbalife nha, có cái cướp kẻ dán Herbalife ở phòng khách. Anh bảo với bà Hồng với chị Hạnh là bà có tin, bà với chị có tin là cháu sẽ gỡ mấy cái biển Herbalife để thay bằng biển Sirium. Lúc đấy mình cũng không hiểu là tự ở đâu mà niềm tin sức mạnh khiến cho mình mặt dày như thế. Thế sau mình tuyên bố như thế là bà Hồng với chị Hạnh nó bảo là con bé này lúc là bình yên rồi. Và anh hiểu cái sức mạnh kiến thức ngay chị, bởi vì lúc đấy là anh đã được học rồi, mình chưa bao giờ mình biết cái sức mạnh của kiến thức đâu nhá, nhưng mà mình được được học tập như các chị như này này. Thế là cứ lần nào đến đấy là xem lần nào đến đấy anh cũng bảo là anh sẽ gỡ mấy cái việc mà lại với bằng điểm series, hoặc thậm chí gặp bích bích lúc đấy đi sinh hoạt dinh dưỡng ở nhà bà Hồng bích còn làm bảo hiểm, lần nào anh gặp bích anh cũng bảo là rồi kiểu gì mày cũng đốt tiền bảo hiểm để mày làm series không, mày tin không. Thế là cứ gieo bắt đầu như thế. Bạn đến ngày hôm nay là riêng ở Sơn La đã có hai thủ lĩnh quốc gia, hai thủ lĩnh và xem nào 6 nhà tư vấn chuyên nghiệp rồi các chị ạ. Đấy, chỉ bằng sức mạnh kiến thức không, cứ gặp là gieo, cứ gặp là gieo. Đấy là Yes. cái câu chuyện và tôi cảm ơn cả nhà. À, cảm ơn câu chuyện rất là đầy cảm hứng.